xong quay luôn màn hình ngắt phát cho nhanh. Xin chào các bạn, các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Mình lại tiếp tục chơi Kick the Buddy cho các bạn xem. Và sau đây mình sẽ bắt đầu chơi nha. Nếu ai chưa đăng ký hay like thì hãy like và subscribe cho mình. Ok. Chơi iPad thì nó không có ấy. Không có cam ấy. Phản chiếu đến đây. Làm quả video, chơi hết cả video luôn. Nó ấy cho thế nó bị quảng cáo. Có chịu cái máy luôn. Đầu tiên mình sẽ hàn xì. Chắc các bạn ai biết hàn xì đúng không? Hàn xì. Sau đó mình sẽ chọn mercy. Mình sẽ cho một quả tô bin rơi xuống đầu nó. Nát luôn. Đốt nó các bạn. Dùng cái này mình có hai cách để giết nó nha các bạn. Một là đốt nó, hai là cắt nó. Một là đốt nó, hai là đốt con đen thui. Một là đốt nó, hai là đốt nó nhiều lần. Nát bét luôn. Tiếp theo là Rodeo Mochin. Đây là giả lập cưỡi bò nha các bạn. Mới xem chơi hay là đang chơi á? Xem nó chơi. Đừng chờ nó xong trận. Tiếp theo là một cơn bão đến cuốn bay như tất cả. Oh no. Oh no. Tiếp theo sẽ là một chú khủng long. Bây giờ mình có như có tiền đi ngủ mắt à? Mình vẫn thắc mắc một điều là tại sao con khủng long nó không ăn hết mà lúc nào cũng để thừa cái chân. Con khủng long này không thích ăn chân các bạn. Tiếp theo quả laser kinh khủng điền. Quá ghê luôn. Ghê thì mẹ luôn. Tiếp theo là một con UFO. Chết rồi các bạn. Ok. Kick the Buddy đã bị UFO bắt đi các bạn. Nếu các bạn thấy video của mình hay thì cho mình một like, một subscribe để ủng hộ kênh của mình nha các bạn. Cảm ơn các bạn rất nhiều.